Với chương trình sau đây như Thanh Long nói đó, còn rất là nhiều ca sĩ sẽ cống hiến đến quý vị những bài nhạc rất là hay. Và để tiếp nối sau đây là một bài hát hồi tưởng của nhạc sĩ Dạ Lý Vũ qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Hoa. Xin cho ca sĩ Ngọc Hoa một tràng pháo tay ạ. Quý vị ơi, ca sĩ hát hay là nhờ tiếng vỗ tay của quý vị đó. Dạ, cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng bình tìm quan niêu ân tình mãi anh ơi.